Zero. 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 Thì cơ mà Zero muốn giữ đúng, anh ta muốn hạ cũng vượt bờ. Xinh xinh xinh. Đây là một cú đánh dài Zero, nhưng khi thời gian không đến với đoạn trả tới khiến cho Alia bốc hơi ngay lập tức. Ở phần còn lại thì anh NLP đã nóng và họ hủy diệt đốt cả chi. Phải tiếp tục có được 3 điểm trọi vẹn trên đối phương. Phát hay. Pha highlight sẽ khiến cho tất cả những lỗi lầm của anh ta với Quy bị lu mờ. Vâng, vâng. Ồ, chặn được tay không đẩy. Vâng sẽ chặn đầu. Vâng phải, vâng phải bật chiêu cuối để kích hoạt ma tính kiếm thể hồ những chiêu nữa. Vâng cố gắng dọn lịch. Và đúng như Dũng Kiến khi mà bờ cũng phát hiện thì bờ không chạy nổi.